sống và làm việc có lương tâm, trách nhiệm, đừng có bao giờ em tưởng. Tưởng ấy, nó là tưởng nhầm các bạn ạ. Mà tưởng nhầm trong tưởng nhân, chúng ta phải nghĩ ngay đầu tiên đến cái mẫu katomota. Yaranakutemoiikatomota. Em cứ tưởng không làm được. Sếp bảo làm mà em bảo cứ tưởng em không làm được. Hay là cô nhìn ý đấy được katomota. Em cứ tưởng là bỏ vào đây. Không ai bảo bỏ vào đây đâu. Đó là sự tưởng nhầm. Katomota rất hay. Tưởng nhầm cái gì chúng ta cái gì đấy. Đứng trước và đằng sau là gì ạ? Katomota. Ngoài ra có một từ rất ngắn gọn, không cần phải nói rõ ràng là tưởng nhầm cái gì cả. Em nhầm thôi, em tưởng nhầm thôi. Đó là từ gì ạ? Kanchigai. Kanchigai shimashita. Và cái từ kanchigai này chúng ta có thể dùng với kiểu em nhầm giờ làm, em nhầm ngày làm. Đó. Thì chúng ta dùng những cái nhỏ nhặt đấy, chúng ta dùng hết kanchigai. Rất là tiện và rất là hay dùng trong văn nói. Ngoài ra, không phải là tưởng nhầm nữa, mà là hiểu lầm. Không phải nhầm là lầm. Hiểu lầm đấy đúng không ạ? Hiểu những cái nhầm, những cái nó to hơn. Đó. À, hay là hiểu nhầm người. Tưởng là người tốt hóa ra người xấu. Thì chúng ta dùng những từ gì ạ? Omoichigai. Omoichigai wa shimashita. Hoặc cái từ hay dùng hơn là gì ạ? Gokai. Không kéo dài nhá. Gokai shimashita. Đó. Ano hito wa ne, ii hito ka to. Hay là ii hito da to gokai shitan desu yo. Tưởng là người tốt. Demo jigau desu yo. Warui hito nan desu. Dachi ga warui hito nan desu. Đó. Người xấu. Văn nói thì như thế, cái văn viết thì như nào nhỉ? Ninshiki no sure. Sureru là bị lệch. Đó, sự lệch trong nhận thức giữa hai người. Đó, vậy thôi. Hiểu lầm, hiểu nhầm, tưởng là như vậy. Bạn nào thấy video này có ích, like nhá. Bye bye.